Lầu Năm Góc ngày hôm qua cảnh báo lực lượng của Bộ Quốc phòng Mỹ cần sẵn sàng chuẩn bị cho khả năng chính phủ Mỹ ngừng hoạt động nếu Quốc hội nước này không vượt qua được thế bế tắc chính trị hiện nay liên quan tới vấn đề ngân sách. Theo đó, nếu cơ quan chính phủ bị buộc phải đóng cửa, binh sĩ Mỹ trên khắp thế giới sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, trong khi một số nhân viên dân sự sẽ phải nghỉ không lương. Ngoài ra, lương trả cho các quân nhân có thể sẽ không đúng thời hạn. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không nêu chi tiết những thành phần dân sự nào sẽ buộc phải ngừng hoạt động nếu chính phủ sụp đổ trước tuần tới. Các hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cũng sẽ có một thư báo gửi tới các nhân viên trong bộ về việc văn phòng quản lý và ngân sách đã yêu cầu Lầu Năm Góc xem xét và cập nhật kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp chính phủ ngừng hoạt động.